Mỹ cho máy bay rải thảm hàng chục tấn bom xuống xã Quế Tân. Sau đó tàu chiến ngược dòng thu bồn và máy bay đã đổ xuống đây một sư đoàn từ quân lục chiến nhằm hủy diệt vùng căn cứ cách mạng này để bảo vệ tiền đồn ông Sơn, một lá chắn trấn thủ che chở Đà Nẵng và Hội An. Lúc này ngoài số dân tự sơ tán, còn hơn 200 người thôn Trà Linh, Quế Tân được cán bộ và du kích xã đưa trong một kép đưa vào núi Hòn Kẽm trú ẩn. Những ngày đóng quân tại đây, lính Mỹ càn quét lùng sục nhưng không tìm ra được một người dân nào tại thôn, nên nghi họ chạy hết vào núi. Thế là bao nhiêu vũ khí pháo bày đại liên của lính Mỹ xả vào Hòn Kẽm như mưa. Bây giờ đến cái màn giết con để cứu bộ đội, cứu cán bộ và du kích. Hang trên núi Hòn Kẽm là một địa đạo do thiên tạo, rất hiểm trở. Chỉ người dân vùng này mới biết. Ngồi trong hang mà nghe nổ ầm vang, cứ tưởng địch đổ quân đến gần hang rồi. Ai cũng im lặng ôm nhau run sợ. Ông Ngô vừa kể vừa toát mồ hôi như tắm. Trong hang người đông như thế, trẻ con nhiều nhưng không có cháu nào dưới 3 tuổi, nên đám trẻ cũng biết sợ, không dám khóc mặc dù rất là đói. Bà Năm Nghê thời đó 32 tuổi, bế theo 2 con nhỏ, cháu gái lớn Lê Thị Liên 4 tuổi và cháu trai Lê Tân 3 tháng tuổi. Bà vừa sợ Mỹ vừa buồn, nhưng khổ nhất là cháu Tân đói sữa, ngày đêm cứ khóc thét, dỗ hoài cũng không nín. Bà cũng như hàng trăm người trong hang, sợ Mỹ nghe tiếng khóc, phát hiện nơi trú ẩn của mọi người và giết hết. Có người trong hàng kép, ấy, người ở đây chắc chắn là làm cán bộ du kích chứ còn ai vào đây nữa. Đây là chú thích của tác giả cái bài này. Có người động viên Năm Nghê, chị nên hy sinh đứa con để bảo toàn tính mạng dân trong lúc này, dân trong hàng kép. Ấy. Nghe vậy bà bàng hoàng lắm, rồi ai cũng thay phiên ôm ấp cháu, nhưng nó cứ khóc nhiều hơn. Súng vẫn nổ, mọi người ngồi trong hang cứ nghĩ lính biệt kích Mỹ đang đến gần hang rồi. Lúc này mọi người ngậm ngùi, đành nghe theo mấy anh du kích lại động viên cô Năm, thôi cô hy sinh đứa con đi. Đêm đó bà Năm ôm hôn rúng núm ruột đang khóc: mẹ không bao giờ bỏ con, nhưng về vì để cứu bộ đội du kích, con phải ra đi. Sau khi cháu tắt thở, bà cởi chiếc áo trong người đùm con lại. Bà bế thi thể của con bò lên khỏi miệng hang về hướng tây 100 mét, mặc cho mưa rơi, mặc cho đạn pháo bắn rền vang. Bà dùng hai tay móc đất ướt lạnh để an táng con mình. Sau khi khỏa đất xong, bà ngồi thêm một lúc. Dưới ánh chớp của đạn pháo, bà thấy lớp đất trên thi thể con đang rục rịch. Bà thầm nghĩ, con tôi đã sống lại. Nhưng rồi không hiểu sao, bà lại bốc thêm đất bỏ lên phần mộ của con. Rồi bà chạy về hang tối mò. Đến bé Liên ôm con vào lòng, cắn răng nức nở. Mọi người vây quanh im lặng chia buồn cùng mẹ con bà. Bây giờ thì Mỹ không thể phát hiện tiếng khóc của cháu Tân nữa. Nỗi đau không dứt. Bây giờ con trai của bà Năm đã ra đi gần 40 năm và 33 năm đất nước thanh bình. Gần 200 người dân thôn Trà Linh ngày ấy bây giờ nhân lên gấp 3. Đời sống tuy nghèo nhưng vẫn còn may mắn hơn bà Năm. Con gái còn lại, chị Lê Thị Liên, có chồng, một con trai, bây giờ cũng nghèo lắm. Hiện nay vợ chồng chị lên tận nông trường Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nhận chăm sóc khoảng 4 hecta cao su. Vì xa quá, anh chị cũng ít khi về thăm mẹ. Bà Năm giờ ở một mình trong căn nhà tạm của con gái. Hiện nay bà đang bị nhiễu bệnh và sống dưới mức nghèo khổ. Ngoài sự giúp đỡ của bà con lối xóm cùng chạy chú trong hang thời đó, thì bà không được nhà nước trợ cấp một chút gì. Có mấy lần chị Liên làm đơn xin trợ cấp cho mẹ,
Nhưng ngành lao động, thương binh và xã hội các cấp đều trả lời: không biết xếp mẹ con bà vào diện chính sách gì. Vì ám ảnh triền miên, nhiều năm qua tâm trí bà tỉnh điên lẫn lộn. Chiếc khăn của đứa con ngày xưa đến nay bà vẫn còn giữ, và coi đó là báu vật bất ly thân. Đêm cũng như ngày, khi không tỉnh, bà bế chiếc khăn đó hát ru. Rồi có những khi bà đốt nhang một mình vào rừng, miệng nói lẩm bẩm đi tìm mộ con. Nhưng mộ con của bà đã mất dấu tích sau khi an táng do mưa quá lớn. Thế là lời thuật lại của Vũ Công Điển. Câu chuyện trên lần nữa đã giới thiệu một sản phẩm chất lượng cao trong một kép độc đáo mà chỉ có Cộng sản Việt Nam mới đẻ ra được. Đó là sự khát máu man dợ của bọn cán bộ và du kích Cộng sản do phù thủy Hồ Chí Minh và đám đàn em đào tạo. Điều bi thảm của dân tộc là sau chiến tranh, những người dân hiền lành vô tội bị chống lừa vào chỗ chết. Cuộc sống của họ vẫn là sống dưới mực nghèo khổ, vẫn lang thang, nghèo đói. Một số lớn trở thành dân oan mất đất, lâu lâu tụ họp vác ảnh bác như một tấm bình phong đi cầu bơ cầu bất để khiếu kiện. Còn bọn chóp bu đảng viên Đảng Cộng sản, bọn cường hào ác bá mới, gian ác và thủ đoạn gấp ngàn lần bọn lý trưởng chánh tổng thời phong kiến, thì sống như những ông hoàng bà chúa. Thằng to miệng chống tham nhũng nhất lại là thằng tham nhũng hạng rộng. Thời còn nắm chức tam công trong một kép, nó nhắm mắt làm ngơ cho thằng con trai đi du học ở Liên Xô về buôn lậu xe hơi qua biên giới với doanh thu hàng chục triệu đô la. Còn vợ nó thì cầm đầu hàng loạt những công ty đấu thầu cung cấp vật liệu điện và xây dựng cho đường xa lộ Bắc Nam. Số tiền chúng nó ăn cắp lên đến hàng trăm triệu đô la. Khi về vườn ngồi ăn mãi thì đống tiền ăn cắp cũng đâm nhảm. Lẽ ra nó nên tìm cách trả lại bớt số tiền ăn cắp cho dân nghèo mới phải. Không, nó vẫn tương tư quyền bính cũ, sợ bị đời lãng quên. Vậy là nó viết vài bài báo phản tính. Cái trò hề cạch cỡm này, vậy mà cũng lừa được khối người nhẹ dạ. Nó chưa thấu hiểu nổi lẽ sống chết trên đời và kiếp người phù du, nên nó sợ chết lắm. Lúc bệnh nặng đã 86 tuổi, lẽ ra nó phải biết hồi chuông báo tử đã điểm, nhưng không. Sẵn tiền ăn cắp quá nhiều, không tiêu cũng uống. Nó và gia đình nó chê bác sĩ nội và các bệnh viện nội. Nó và gia đình nó thuê bao máy bay riêng để qua các nước tư bản bóc lột mà chữa trị. Rốt cuộc nó cũng phải về trong một chết. Rốt cuộc nó cũng phải về để Diêm Vương hỏi tội. Con người ai cũng phải chết, chuyện thật bình thường. Chỉ khôi hài và bi thảm là những thằng tiêu bạc giả vung vít và làm ung thối đất nước, nhưng nó lại được vinh hạnh cuộc táng và được không ít những đứa dở người thương tiếc. Đó mới thật sự là chuyện không bình thường chút nào ở cái mảnh đất được mệnh danh lắm người nhiều ma như là quê hương tôi. Tác giả là Lỗ Rốn, viết ngày 12 tháng 6 năm 2008.